Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi dần, chi tiết chính xác nhất về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tuổi dần, khai vận. Và sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi với người tuổi dần bước sang tháng 2 âm lịch năm 2022, tức là tháng quý mão, năm nhâm dần này cho thấy, với người tuổi dần nhờ có được nhiều cát tinh chiếu nên vận trình tháng mới của con giáp này khá ổn định và nhiều chuyện vui kéo về. Nhìn chung đây là một tháng bản mệnh đón phúc khí dồi dào và dễ đạt được những thành công như mong đợi. Lại thêm trong tháng có tam hội cục cùng, cùng với sao Thái Dương trợ mệnh, công việc của bạn không có nhiều áp lực, nhiệm vụ hoàn thành đúng dự định, trạng thái tinh thần khá thông thả. Tháng này là tháng khai vận nên dường như sự nghiệp ổn định giúp bạn có đà vững tiến và bắt đầu tính toán đến các kế hoạch lâu dài. Tử vi tuổi dần tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Quý Mão này với người tuổi dần cho thấy con đường công danh sự nghiệp của bạn trong tháng mới được dự đoán sẽ có bước tiến đáng kể. Tam hội xuất hiện mang theo quý nhân phù trợ, bản mệnh đón vận khí đại cát đại lợi, hỷ khí dồi dào, gặp may mắn trên nhiều phương diện công việc trong tháng không có nhiều áp lực kế hoạch đặt ra đều được hoàn thành theo đúng dự định tiến trình công việc nhìn chung thuận lợi gặt hái thành quả không tồi cũng nhờ thế trạng thái tinh thần của những chú hổ khá thông thả điểm báo tử vi cho thấy nam mệnh sẽ có nhiều lợi thế hơn cả nhờ được thái dương cát tinh hỗ trợ năng lực hành động của bạn tăng cao con giáp này dám nghĩ dám làm tràn đầy nhiệt huyết trong công việc càng dễ dàng có được hiệu suất làm việc cao tháng này là tháng khai vận nên dường như sự nghiệp ổn định giúp bạn có đà vững tiến và bắt đầu tính toán đến các kế hoạch lâu dài bạn cũng có thêm sự tự tin để theo đuổi lý tưởng của bản thân với bạn tuổi dần nên chủ động nắm bắt các cơ hội được trao trong tháng dù nhỏ nhưng không hẳn là không đáng quý nhé nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại của bạn đấy mọi thứ đều cần được xây dựng từ căn bản trước thì mới bền vững về lâu dài đây cũng là tháng phù hợp để tuổi dần thúc đẩy và nâng cấp các mối quan hệ xã giao, tạo đà thuận lợi hơn nữa cho tiến trình thăng tiến về sau. Không phải lúc nào cũng có sẵn lợi thế như hiện tại, bạn nên trân trọng những gì mà mình được vận thế trao tặng. Có điều bản mệnh cũng cần hết sức lưu ý, làm gì cũng cần hạn chế bớt cái tôi của mình, phải khiêm tốn chứ đừng phô trương thái quá hoặc tỏ ra ngạo mạn, khinh thường người khác kẻo tự chuốc hậu quả cho chính mình. Tử vi tuổi dần tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tài lộc. Về phương diện tài lộc tháng 2 năm 2022 âm lịch của tuổi dần cho thấy, bước sang tháng quý mão này, vận trình tài lộc của mệnh chủ khởi sắc hơn hẳn. Một mặt được vận khí ủng hộ, mặt khác lại có tam hội quý nhân trợ lực, con đường kiếm tiền, làm giàu thuận băng băng, cảm giác trôi chảy bất ngờ. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ cũng kéo theo tài lộc thịnh vượng, nhiều khả năng bạn có được các mối quan hệ tốt nên thời gian này là cơ hội để bạn có thể tìm kiếm những vận may và có được đối tác tốt cho sự nghiệp của mình nếu có gặp trở ngại thì cũng có người giúp đỡ và sớm vượt qua nó hơn nữa sao mục dục chiếu mệnh mang tới nhân duyên tốt đẹp giúp con giáp này có thêm nhiều mối làm ăn khả quan các hợp đồng được ký kết thuận lợi hơn giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như bản thân nhìn chung chính tài đương lúc vượng chỉ cần bạn tập trung làm tốt công việc chính đầu tư thời gian và công sức nỗ lực không ngừng thì chẳng cần phải ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng khác vẫn có thể dư giả trong chi tiêu tuy nhiên dù có tiền bạc trong tay thì bạn cũng nên cẩn trọng trong việc chi tiêu tránh vung tay quá chán với người làm kinh doanh buôn bán đây cũng là một tháng buôn may bán đắt với bạn các đơn hàng được xử lý trơn tru nhập vào hay xuất ra đều đạt doanh thu khả quan tuy nhiên dù thứ tài có dấu hiệu ổn định hơn so với tháng trước tuy nhiên đầu tư mạo hiểm vẫn có thể dẫn tới phá tài bất cứ lúc nào nhất là các hạng mục như chứng khoán tiền ảo tỷ lệ lỗ nhiều hơn lãi nên biết dừng đúng thời điểm tử vi tuổi dần tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tình duyên. Bước sang tháng mới, với người tuổi dần được cả mục dục và thiên diêu chủ đào hoa chiếu mệnh nên nhân duyên khởi vượng hanh thông, đi đến đâu cũng được người yêu kẻ mến. Các tinh không chỉ xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc mà còn đem đến cho bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống thường ngày. Những cuộc gặp gỡ, xã giao diễn ra hài hòa vui vẻ, giúp tinh thần của bạn khá thoải mái. Người độc thân sẽ được lợi hơn cả khi có đào hoa tác động bản mệnh có nhiều cơ hội thoát kiếp FA, kết nối tơ duyên của mình, cần chủ động nắm bắt. Tình cảm như khai hoa kết trái, các cặp đôi dễ nên duyên, hòa hợp. Nếu cảm thấy tình cảm chín mùi, hai bạn có thể tính chuyện lâu dài, hợp thức hóa mối quan hệ để có thể sớm chiều quan tâm và chăm sóc cho nhau. Các cặp vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra lời qua tiếng lại vì vấn đề tài chính, nuôi dạy con cái, hay những quan điểm trái ngược. Nhưng cũng là chuyện thường tình quan trọng vẫn là cả hai đang nỗ lực vun đắp cho mái ấm gia đình thì mọi thứ đều sẽ chuyển biến tốt đẹp thôi. Tử vi tuổi dần tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sức khỏe. Tin vui là sức khỏe của người tuổi dần trong tháng này cũng không có gì đáng lo ngại. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với bạn trong tháng nên tinh thần cũng rất thoải mái, tâm trạng vui tươi là một trong những liều thuốc bổ duy trì sức khỏe rồi dào cho bản mệnh. Vì thế, dù công việc hay cuộc sống có tạo ra áp lực đến mấy, bạn cũng nên tiết chế cảm xúc, điều chỉnh tâm thái bình tĩnh, bình thản đối phó. Nhưng cũng đừng vì thấy thể trạng sung mãn mà chủ quan và lãng phí sức khỏe, hãy biết cách nghỉ ngơi cũng như sử dụng các thực phẩm tốt cho sức khỏe, lưu ý chế độ cân bằng dưỡng chất nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dần trong tháng 2 năm 2022 âm lịch. Tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, nam la hầu, nữ kế đô, khẩu quyết, đường công danh sự nghiệp có bước tiến đáng kể nhờ quý nhân phù trợ. Quý nhân, người tuổi ngọ, người tuổi tuất. Tiểu nhân, người tuổi thân, người tuổi tỵ. Màu sắc may mắn, màu xanh lá cây, màu nâu. Tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết nên chủ động nắm bắt các cơ hội được trao trong tháng. Quý nhân, người tuổi thân, người tuổi mão. Tiểu nhân, người tuổi tỵ, người tuổi hợi. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, con đường kiếm tiền, làm giàu thuận băng băng. Quý nhân, người tuổi thìn, người tuổi ngọ. Tiểu nhân, người tuổi thân, người tuổi hợi. Màu sắc may mắn, màu xanh nước biển, màu xanh rêu. Tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, nhân duyên khởi vượng hanh thông, đón nhiều niềm vui. Quý nhân, người tuổi thân, người tuổi tuất. Tiểu nhân, người tuổi tỵ, người tuổi dậu màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh da trời. Tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ, Nam kế đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết tinh thần thoải mái, tâm trạng vui tươi giúp sức khỏe dồi dào. Quý nhân, người tuổi Mão, người tuổi Ngọ. Tiểu nhân, người tuổi Dần, người tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh lam. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tháng 2 âm lịch năm nhâm dần của tuổi dần, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.